2. Hòa thượng tuyên hóa giảng vào tháng Giêng năm 1983. Ấm ma không chỉ giới hạn trong 50 thứ, nó có thể là 500, 5.000 hay cả 500.000 loại. Mỗi loại có thể chia thành 10 thứ. Nếu phân tích chi tiết thì có thể đến hàng ngàn, hàng vạn loại. Nói tóm lại, ấm ma là gì? Căn bản chẳng gì khác hơn là một lượng âm khí xuất phát từ niệm tưởng âm của con người. Niệm tưởng âm là niệm tham sân si, niệm ấy làm sinh khởi các ấm. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Từ trong mỗi niệm này, các loại hiện tượng âm được sinh khởi. Các hiện tượng âm này tự nhiên xuất hiện khi công phu tu tập của quý vị đạt đến tầm mức nào đó. Nếu công phu của quý vị chưa đạt đến tầm mức ấy, thì quý vị sẽ không gặp những thứ ấm ma này, cho dù quý vị có muốn gặp đi nữa. Ấm ma chỉ xuất hiện khi nỗ lực công phu của mình đạt đến mức độ ấy. Đừng bận tâm khi nó xuất hiện, chẳng cần phải lo sợ bị ma gá vào. Khi những hiện tượng âm xuất hiện, quý vị nên giữ tâm yên tĩnh, như thể những hiện tượng ấy không tồn tại vậy. Xem nó như là không thấy, nghe như không nghe, ngửi mà không biết mùi vị của nó. Nếu quý vị không tự ràng buộc mình vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì ấm ma chẳng làm gì được quý vị. Nếu quý vị không tham, sân, si, thì quý vị sẽ hàng phục được ấm ma. Nếu quý vị không mắc phải những sai lầm như tự tư, tự lợi, mong cầu, tham luyến, tranh giành, thì chẳng có ma nào hại được quý vị cả. Đây chúng ta đang nghiên cứu về ấm ma. Chúng ta không sợ nó, chẳng có gì phải sợ cả. Lượng khí âm này như thế nào? Đây là một thí dụ thô thiển. Khi nước sôi thì bốc lên hơi nước. Sự bốc hơi này biểu thị rằng nước đang sôi. Các loại ma mà quý vị sẽ gặp trong công phu chính là sự biến hóa hư huyễn sinh khởi từ âm khí và âm tưởng trong tự tánh của quý vị. Nếu quý vị giữ được sự an nhiên bất động trong quá trình biến hóa hư giả này thì chẳng có vấn đề gì cả. Ví dụ, chẳng có gì lạ lùng khi nước sôi khiến bốc lên hơi nước cả. Sau khi bốc hơi xong là nước có thể dùng được. Khi một người có biểu hiện ra ma khí, cũng giống như khi đem vàng ròng nung chảy, tất cả các kim loại sẽ bị chảy tan hết, chỉ nguyên vàng ròng còn lại. Tu đạo cũng như nung vàng vậy, nên có câu nói, vàng ròng chẳng sợ gì lò sưởi. Quý vị phải nung chất vàng ròng trong người và rèn cái thân kim cang bất hoại của quý vị. Để đạt được thân kim cang bất hoại, trong từng niệm phải nỗ lực dụng công tu hành. Bất luận đạt được trình độ nào trong công phu tu tập cũng không được trở nên vui mừng hay sợ hãi. Đây là cách thức cơ bản thiết yếu nhất cho người tu tập để giải trừ ma chướng. Ha ha ha, 问什么的说呵。